tuyển Ý ra quân run rẩy nhưng là ứng cử viên nặng ký vô địch Euro. Người Ý đã phải lội ngược dòng ở trận mở màn giải vô địch châu Âu. Sau khi để Albania ghi bàn nhanh nhất lịch sử Euro nhưng thầy trò Spalletti vẫn là ứng cử viên vô địch khi chơi với thế kèo dưới. Alim Kakoy, nhà phân tích của TNT Sport nói lên một nghịch lý về tình trạng lép vế của tuyển Ý khiến họ trở thành ứng cử viên nặng ký để bảo vệ chức vô địch Euro vào mùa hè này tại Đức. Cựu tuyển thủ Scotland tin rằng các nhà đương kim vô địch có thể tạo ra một cú sốc và trở thành quốc gia thứ hai giành được các danh hiệu liên tiếp kể từ Tây Ban Nha vào năm 2012. Chuyên gia bóng đá nổi tiếng Alim Kakoy phân tích: "Tôi thích việc đội tuyển Ý lại bước vào giải đấu lớn châu Âu với tư cách là đội yếu hơn một số ứng cử viên khác. Đội bóng của huấn luyện viên Luciano Spalletti hy vọng sẽ trở thành quốc gia thứ hai sau Tây Ban Nha giành được chức vô địch Euro liên tiếp." Và chuyên gia Alim Kakoy đang ủng hộ tuyển Ý bảo vệ danh hiệu Euro, khi ông khẳng định tâm thế dưới cơ khiến họ trở thành ứng cử viên được yêu thích khi góp mặt ở Đức. Người Ý đã giành chức vô địch châu Âu lần thứ hai vào năm 2020, sau khi đánh bại Anh trên chấm phạt đền trong trận chung kết tại sân Wembley. Kakoy tin rằng việc giới hâm mộ rất ít kỳ vọng tuyển Ý sẽ giúp họ thoải mái hơn, "Ý là đội bóng yêu thích của tôi cho chức vô địch của giải đấu này. Dù mọi người có tin hay không thì tùy, nhưng với tôi, đội tuyển Ý sẽ rất mạnh mẽ chỉ vì một lý do đơn giản và rõ ràng. Họ chơi bóng với tư cách là đội yếu hơn. Các ứng cử viên nặng ký nhất là Anh và Pháp. Còn tôi xếp Ý vào nhóm dưới nhưng có khả năng vô địch. Tương tự Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đức. Tôi chỉ nghĩ rằng người Ý, giống như kỳ Euro vừa qua, không có siêu sao nào xuất sắc cả. Mà chỉ có một tinh thần chiến đấu tuyệt vời, bất chấp họ hơi bị đánh giá thấp một chút. Tôi thấy họ có thể thành công. Sẽ là một cú sốc nếu Ý giữ ngôi vô địch và tôi nghĩ họ làm được." Quan điểm của Kakoy đã nhanh chóng được chứng minh khi tuyển Ý đã phải lội ngược dòng để đánh bại Albania. Với bàn thua nhanh nhất lịch sử Euro và tác giả Nedim Bajrami thực hiện nó trong 23 giây. Rất may Ayuri đã phục hồi nhờ các bàn thắng chớp nhoáng ở trận khai cuộc bảng B tại Dortmund. Tuyển Ý đáp trả bằng cú đánh đầu ăn bàn của Alessandro Bastoni phút thứ 10 và sau đó 6 phút, Nicolo Barreau giúp đội nhà dẫn ngược 2-1. Các học trò của huấn luyện viên Luciano Spalletti tiếp tục chiếm ưu thế nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Nicolo Barreau, tiền vệ của Inter Milan, là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu này nhờ nền tảng thể lực mạnh mẽ. Cùng màn trình diễn xuất sắc với một bàn thắng tuyệt vời và hầu như không mắc sai lầm nào. Ở bảng B, Tây Ban Nha đã đánh bại Croatia với tỷ số 3-0. Và chiến thắng Albania 2-1 giúp tuyển Ý giành vị trí thứ hai do kém về hiệu số bàn thắng bại. Albania đứng thứ 3 và Croatia xếp cuối bảng sau loạt trận đầu tiên ở Euro 2024. Tiếp theo, Albania sẽ gặp Croatia trong khi Tây Ban Nha gặp tuyển Ý vào ngày 20 tháng 6.